Chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói về cho các bạn về các cái toán tử quan hệ ha. Thì trong cái toán tử quan hệ này thì chúng ta sẽ nói về cái việc mà chúng ta so sánh hai cái biểu thức với nhau, hai cái biểu thức với nhau. Đấy. Thì trong cái chúng ta so sánh hai cái biểu thức đó, thì chúng ta sẽ có những cái phép toán so sánh bằng nè, phép toán lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng, hoặc là phép toán khác ở đây, đúng không? Thì cái phép toán này nó sẽ được thực thi như thế nào? Thì khi các bạn có hai cái biểu thức ha, các bạn so sánh với nhau, thì nếu mà nó đúng á, nó đúng á, thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái giá trị là một, đúng không? Đấy, hay là true nếu đúng, hoặc là trả được kết quả không nếu fail, nếu sai. Đấy, ví dụ như thế này: S1 bằng 1, cái 1 mình so sánh 1 có bằng 2 hay không, đúng không? Thì đương nhiên cái này là nó sai, nên trả về là không, trả về là không. Một khác hai thì nó trả về là một, đúng ha, vân vân. Đấy, tương tự như vậy ha. Thì đây phép toán so sánh, thì như tôi có nói trong trong C á, thì nó không có cái giá trị true fail, nó chỉ có giá trị là nó quy ước là không là nó sẽ là fail ha. Không là nó sẽ là fail, còn khác không thì nó là true. Đấy. Vân vân. Thì một cái phép toán nữa đó là cái toán tử luận lý. Toán tử luận lý tức là nó sẽ tổ hợp nhiều cái biểu thức có quan hệ với nhau. Thì cái tổ hợp được nhiều cái biểu thức quan hệ với nhau thì nó được thông qua cái phép toán AND, OR và NOT. AND, OR và NOT thì các bạn có học trong cái môn cấu trúc rời rạc đó ha. Đấy, cái phần mà logic ấy, thì các bạn thấy có cái phần và toán tử AND, toán tử OR, tử NOT ha, hoặc là như nãy như hồi buổi trước mình có nói về cái toán tử trên bit á. Thì cái toán tử AND thì có nghĩa là gì? AND có nghĩa là cả hai cái chỉ đúng, biểu thức chỉ đúng khi mà cả hai cùng đúng. Toán tử AND là biểu thức chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Biểu thức O là nó đúng khi mà một trong hai đúng. Khi mà một trong hai đúng. Đấy, AND O. Các bạn thấy nó chỉ sai nè, đúng không? Nó chỉ sai khi cả hai cùng sai thôi. Cái này chỉ đúng khi cả hai cùng đúng. Còn này chỉ sai cả hai cùng sai. Thì đây ký hiệu phép toán O là nó phải hai gạch. Phép toán AND là phải hai dấu và. Thì các bạn mà viết mà một dấu và thì nó thành là phép toán trên bit nha, thì nó sai nha. Mà viết một dấu và là phép toán trên bit thì nó sai. Hoặc là các bạn viết một dấu gạch thôi thì nó là phép toán trên bit thì nó cũng sai luôn. Các bạn mới viết là hai cái dấu như thế này. Đấy. Rồi phép toán NOT. Ví dụ như một lớn hơn hai và ba lớn hơn bốn, đúng không? Một lớn hai thì nó trả về là fails, một lớn hai là fails, do đó cái biểu thức này nó là fails. Rồi một lớn hai hay ba lớn bốn thì cái này nó là fails, cái này nó cũng fail luôn, đúng không? Do đó cái thằng này là biểu thức này nó fails. Còn này chỉ có một thằng fails thôi, còn này là cả hai cùng fails nên nó sẽ fails. Còn toán tử NOT thì là gì? Toán tử NOT thì nó chỉ là ngược 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 lại thôi. Một lớn hai thì nó fail thì nó trả về là không, đúng không? Mà ngược lại của không trả về một, nên thằng này giá trị nó trả về là một ha. Đấy, thì đây chính là toán tử NO và NOT. Và một cái toán tử khác trong C á ha, trong C nó có cái toán tử đặc biệt, nó gọi là toán tử điều kiện, toán tử điều kiện, toán tử điều kiện. Thì cái toán tử này nó sẽ được biểu diễn thành ba cái biểu thức này là biểu thức một, biểu thức một chấm hỏi, tức là nếu biểu thức một mà đúng, biểu thức một mà đúng thì nó sẽ thực hiện cái biểu thức hai, tức là if, tức là biểu thức một mà đúng thì thực hiện biểu thức hai, còn nếu sai thì thực hiện biểu thức ba. Đấy, thì cái này các bạn để dễ hình dung á, thì các bạn giống như các bạn viết hàm Excel vậy á, các bạn có học Excel chưa? Là nó giống như các bạn viết hàm Excel vậy đó ha. Trong Excel là viết if nè, đúng không? If, if nè, nếu A đúng nè, đúng không? Thì tôi thực hiện B, đúng không? Còn nếu mà sai thì tôi thực hiện C. Đấy, đúng không? Các bạn nhớ. Các bạn đúng không? Học trong Excel vậy đó, ha. Đấy, if nè, đúng không? A đúng thì thực hiện B. Còn nếu A sai thì thực hiện C. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy ha. Biểu thức một mà đúng thì thực hiện biểu thức hai. Biểu thức một mà sai thì thực hiện biểu thức ba. Đấy ha. Thì đây là toán tử điều kiện, trong C nha, trong C nó mới có cái toán tử điều kiện này. Còn những cái thằng khác thì nó sẽ sử dụng cái cấu trúc là if, nếu biểu thức một đúng thì giá trị là biểu thức hai, nếu biểu thức
một sai thì giá trị bị thứ ba đấy. Ví dụ như đây, ví dụ như các bạn nhìn đây nó sẽ là gì, một lớn hai là sai, nó sẽ thực hiện, nó sẽ gán một bảng 0,6 này vào giá trị S1 ha. Đấy. Gán S2 bằng 0, gán S2 bằng 0. Nếu một nhỏ hơn 2, một nhỏ hơn 2 thì gán S2 bằng 2,912. Không, còn nếu mà một mà lớn hơn 2 thì gán S, còn ngược lại thấy không, thì gán S2 bằng 1,706, đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái này biểu thức này sai nên nó sẽ thực hiện ở đây. Ít quên sorry. Sorry, ha. Quên sorry, một nhỏ hai đúng chứ, đúng không? Một nhỏ hai đúng chứ nên nó thực hiện biểu thức này. Hãy chưa? Một nhỏ hai đúng nên nó sẽ gán S2 bằng 2,912. Đấy. Và cái toán tử nữa, toán tử phải thì toán tử phải thì nó được đặt cách nhau, thì toán tử phải này là nó sẽ được sắp các cái biểu thức con được tính từ trái sang phải ha. Mình viết một lèo luôn á. Đây ví dụ như tôi viết như thế này, x bằng a cộng cộng b bằng b cộng 2 thì có nghĩa là gì? Tức là tôi thực hiện cùng một loạt phép tính này. Thì tôi sẽ thực hiện là phép tính a cộng cộng lên rồi b bằng b cộng 2, không? Và khi đó x mà nó bằng cái hàng này thì nó là gì? Thì x bằng này thì đó sẽ là cái giá trị của biểu thức bên phải cùng nhất. Đấy, thì tức là cái x, cái giá trị của x này nó sẽ nhận giá trị của biểu thức bên phải nhất. Đó. A tăng lên b bằng b cộng 2 thì nó sẽ trả về cái giá trị của thằng này về cho x ha. Thì các bạn viết như thế này. Thì nó sẽ tương đương với các bạn viết là a cộng cộng ha, a cộng cộng b bằng b cộng 2 và x bằng b. Đấy ha. Đấy, các bạn viết ở trên thì nó tương đương với các bạn viết ở dưới. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của lập trình đó, thì cái này mình học để cho biết thôi, cái này mình học để cho biết thôi. Đấy, khi nào bạn giỏi rồi bạn sử dụng, còn không thôi cứ viết thẳng đục nó ra như thế này. Bạn viết thẳng đục ra như thế này, cái này mình học để cho biết thôi. Còn theo tôi là các bạn cứ viết thẳng đục ra nha, bởi vì các bạn viết cái kiểu này thì ngôn ngữ nào nó cũng sẽ hiểu. Các bạn viết kiểu này thì hầu như ngôn ngữ nào cũng sẽ hiểu. Đấy. Đấy thì đây chính là cái một số cái toán tử ở trong cái C. Thì đây thì giữa các toán tử nó cái ưu tiên thực hiện, đúng không? Giống như các bạn trong biểu thức đó, các bạn phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không? Đấy, nó có cái độ ưu tiên nhân chia trước cộng trừ sau, thì ở đây nó sẽ có cái độ ưu tiên. Ví dụ như phép toán trong ngoặc thì phải thực hiện trước, phép toán trong ngoặc phải thực hiện trước. Rồi kế đó là những cái phép toán khác, cộng cộng trừ trừ vân vân. Vân vân, thì đây là có thứ tự thực hiện ha. Đấy. Cộng bằng là gì còn nhớ không? Cộng bằng tức là a cộng bằng b, không? A cộng bằng b có nghĩa rằng là a bằng a cộng b ha. Đấy. A cộng bằng có nghĩa là gì? Tương tự trừ bằng nhân bằng chia bằng, vân vân. Thì độ ưu tiên với các toán tử là mình thực hiện cái biểu thức trong ngoặc sâu nhất trước, rồi sau đó thực hiện theo thứ tự các toán tử ha. Đấy, chủ động thêm. Ví dụ như tôi viết như thế này. N bằng 2 cộng 3 nhân 5 thì tự động nó sẽ tính 3 nhân 5 trước, đúng không? Đấy. Đấy, thì nó đó là nó trong trong máy nó sẽ tự động nó thêm ngoặc ở trong cái biểu thức này, nó tính cái hàng trước. Còn nếu tôi viết như thế này, a lớn 1 và b nhỏ hơn 2 thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Thì nó sẽ so sánh cái biểu thức a lớn 1 trước, b nhỏ hơn 2 trước. Không, rồi sau đó nó mới thực hiện cái dấu vào. Đấy ha. Đấy thì tôi viết nó sẽ ra như thế này. Đây, ví dụ như tôi viết cái biểu thức cho các cái mệnh đề sau. X lớn hơn hay bằng 3. X lớn hơn hay bằng 3 thì tôi sẽ viết như thế nào? X lớn hơn hay bằng 3 thì tôi sẽ viết là x, đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 3. Rồi. Nếu tôi viết AB cùng dấu. AB cùng dấu thì tôi viết như thế nào? AB cùng dấu. Tức là cùng dấu cộng hoặc cùng dấu trừ á, đúng không? Đấy thì tôi sẽ viết là A nhân B, đúng không? Lớn hơn không? Đúng không? Đấy, nhưng mà ở đây thì nó bạn biết vậy nó sẽ không hiểu, mà bạn biết kỹ ra a nhân b
à, lớn hơn không à. Hoặc là nếu bây giờ mình viết mà nó đàng hoàng hơn thì các bạn sẽ viết như thế nào, tức là đây mình viết kiểu mẹo ha, viết kiểu mẹo. Còn nếu mà AB cùng dấu tức là A dương và B dương, hoặc là A âm và B âm, đúng không? Đấy, cái này viết kiểu mẹo ha. Đấy, còn các bạn viết mà kiểu đàng hoàng chính trực là viết A dương và B dương, hoặc là A âm và B âm, thì mình sẽ viết như sau. À, A dương và B dương, đúng không? A dương và B dương, hay A âm và B âm ha. Nhớ có dấu ngoặc ở đây, nhớ có dấu ngoặc ở đây này. Đấy, tức là các bạn sẽ viết như thế này. Để tôi viết lại đây cho các bạn dễ hình dung ha. Tức là mình viết là A dương, đúng không? A dương đó, và B dương, A dương và B dương. Đấy, hay. Đóng ngoặc này lại. Hay, đúng không? A âm và B âm, đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ biết nó như thế này. Rồi, đúng không? A dương và B dương, hay A âm và B âm. Đấy. Thì đó là mình viết cho AB cùng dấu. AB cùng dấu. Còn cái cách mà mẹo hơn là lấy A nhân B lên dương thôi. Đúng không? A nhân B dương là cùng dấu rồi. Rồi. B bằng Q bằng R. B bằng Q bằng R thì mình chỉ đơn giản mình viết là B bằng Q và Q bằng R. Tức là các bạn không thể viết như thế này được nha. Các bạn không thể viết như thế này được. B bằng Q rồi bằng R. Viết như thế này là sai nhá. Nó không có hiểu. Viết như thế này là sai. Và phải tách nó ra. Tại vì ở đây phải toán là nó chỉ trên có hai hai đối tượng thôi. B bằng Q và Q bằng R. Đúng không? B bằng Q và Q bằng R. Đấy. B bằng Q bằng Q. Các bạn viết kiểu này. Hoặc là cái kiểu này. Kiểu này là nó đóng ngoặc từng cái, hoặc là mình không cần đóng ngoặc cũng được. Không cần đóng ngoặc của từng cái đây nè. Đấy, ý là vậy. Đây tôi đấy thì đó là như thế ha. Để tôi đá cái này xuống dòng cho nó các bạn dễ hình dung. Đấy, các bạn viết kiểu này hoặc là kiểu này. Trừ 5 nhỏ x nhỏ 5. Tức là x là trừ 5 nhỏ x nhỏ 5 thì các bạn không viết được cái kiểu này. Mình được viết cái kiểu này, viết kiểu này là sai đấy ha. Thì các bạn phải viết là gì? Trừ 5 nhỏ hơn x ha. Trừ 5 nhỏ hơn x. Trừ 5 nhỏ hơn x và x nhỏ hơn 5. Đấy ha, phải viết như thế này nhá. Chứ các bạn không thể viết luôn tuồn cái kiểu này được nha. Viết kiểu này nó không hiểu. Viết kiểu này nhìn nó không hiểu. Các bạn sẽ viết x lớn hơn trừ 5, hoặc x nhỏ hơn 5, hoặc x lớn hơn trừ 5, hoặc x nhỏ hơn 5. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn viết cái kiểu này là không có được nha, viết kiểu này là không có được, sai đấy. Phải viết thành kiểu như thế này. Rồi, trong đây mình sẽ có các gọi là các câu lệnh. Câu lệnh là một cái chỉ thị ra cho máy tính thực hiện một cái số tác vụ nhất định nào đó. Thì trình biên dịch nó sẽ bỏ qua những cái khoảng trắng hay táp xuống dòng chen giữa lệnh ha. Ví dụ như các bạn viết như thế này, thì máy nó cũng sẽ hiểu là các bạn đang gán a bằng 2912. Các bạn viết kiểu này nó cũng gán hiểu a gán bằng 2912, tức là chỗ này bạn khoảng trắng ra cũng được, nó vẫn hiểu. Hoặc bạn đang buồn buồn mà viết bằng cắt xuống dòng như thế này nó cũng vẫn hiểu, nhưng mà đừng có viết kiểu này nha. Đừng viết kiểu này nha. Mặc dù nó hiểu nhưng mà đừng viết kiểu này. Viết kiểu này chả ai đọc được đâu. Đây các bạn viết kiểu này hoặc là kiểu này. À.
Thì người ta phân loại để phân loại các câu lệnh đó, thì ta phân loại nó thành hai hai cái loại câu lệnh, cái câu lệnh đơn, câu lệnh đơn là cái câu mà nó chỉ gồm có một câu lệnh thôi, và cái thứ hai là câu lệnh phức. Câu lệnh phức là nó sẽ gồm các khối lệnh, các khối lệnh thì nó gồm nhiều cái câu lệnh đơn và được bao bởi cái dấu ngoặc móc đóng và ngoặc móc mở ha. Đấy thì câu lệnh đơn là nó chỉ một lệnh thôi nên mình không cần bỏ trong cái dấu ngoặc, nhưng mà ví dụ như câu lệnh phức là nó gồm nhiều câu lệnh hay gồm nhiều câu lệnh thì do đó mình phải bỏ trong một cái cặp ngoặc để nó hiểu rằng cái nhóm cái lệnh này là nó nằm trong một cái gì đó, đúng không? Đấy thì nó một bỏ, bỏ trong một khối lệnh nó là như vậy ha. Ví dụ như tôi có A bằng 2912 thì đây là câu lệnh đơn ha, và tôi biểu diễn nó ngoặc móc như thế này, A bằng 2912 bằng 06. Thì các bạn lưu ý ha, khi các bạn biểu diễn á, thì khi các bạn móc bạn xuống hàng á, thì các bạn phải thuộc vào đầu dòng, thuộc vào để phân loại nó ra, tức là để biết rằng cái lệnh này, cái cặp lệnh này là nó nằm trong cái lệnh này, tức là cái lệnh này nằm trong cái lệnh này, chứ các bạn đừng có biết nó luôn tuồn như thế này. Đây tôi cho các bạn còn cái ví dụ như thế này nha, các bạn đừng có biết nó cái kiểu như thế này, là nó rất là xấu. Đây, các bạn biết nè, A bằng 2912 ha. A bằng 2912 ha. Rồi B gắn bằng A, ví dụ như vậy ha. Rồi sau đó ở đây các bạn có cái mở ngoặc móc ra đây ha. Thì các bạn đừng có viết ở đây là A bằng A trừ B, đừng có viết như thế. Các bạn đừng có viết mà nó ngang ngang như thế này. Đừng viết nó ngang từ trên này xuống, thì nó sẽ rất là xấu, nó rất là xấu. Mặc dù nó vẫn chạy đấy, nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái chương trình của mình á, mình sẽ không có hiểu ha. Nhưng mà tức là ở đây khi các bạn bỏ vô nó nằm trong một cái lệnh nào đó thì mình nên thục nó vào đầu dòng như thế này. Đấy thì để người ta biết rằng những cái lệnh này là nó ngang cấp với nhau, những cái lệnh này nó ngang cấp với nhau. Những cái lệnh này nó ngang cấp với nhau. Ví dụ viết như thế này thì ta sẽ thấy những cái lệnh này nó ngang cấp với nhau, còn cái lệnh này nó nằm trong cái lệnh này, ví dụ như vậy ha. Ấy thì bạn lưu ý chỗ này. Nó nói mình rồi, nhưng mà thực ra mấy cái ngôn ngữ là mấy cái IDE mà mới, mấy những cái IDE bây giờ á, là nó tiện cái là các bạn chỉ cần xuống dòng là nó đã tự động thục vô rồi, bạn xuống dòng là tự động thục vô rồi. Đấy. Nhưng mà có những cái chỗ mà nó không có thục, nó không tự động thục vào được thì mình lúc đó mình phải xử lý, mình phải xử lý. Thì các bạn lưu ý ha, lưu ý chỗ này một chút để các bạn có thể lập trình nó đẹp, đẹp hơn. Rồi mình tiếp tục ha. Rồi rồi một thì bây giờ mình qua đến cái phần mà xuất xuất dữ liệu ra màn hình. Mình xuất dữ liệu ra màn hình như thế nào thì mình sẽ có cái câu lệnh xuất. Thì mình sẽ có cái câu lệnh xuất ha. Thì cái câu lệnh xuất này nó sẽ thường thông thường thì nó sẽ nằm trong một cái do đó các bạn có thể gọi cái thư viện đó bằng cách là mình thăng
đúng rồi. À, đấy, thì cái câu lệnh xuất nó sẽ nằm trong cái thư viện này. À, thì cái câu lệnh xuất nó sẽ có dạng là ring F, ring F rồi chuỗi định dạng rồi gì đó ha. Thì các bạn sẽ coi chuỗi định dạng là gì. Thì chuỗi định dạng nó chính là cái cách trình bày thông tin xuất ha, được đặt trong cái nhánh kép, giống như kép như thế này. Thì nó có thể bằng bảng thường, ký tự điều khiển, đặc tả gì đó ha. Thì các bạn sẽ coi cái ví dụ. Ví dụ tôi muốn xuất ra cái chuỗi Hello World. Hello World như thế này. Đúng không? Thì tôi sẽ gọi là ring F Hello hoặc là ring F World. Đấy, xuất ra Hello World, hoặc là tôi thể ghép hai cái chữ này lại vào luôn. Thì tôi xuất ra là ring F Hello World ha. Đấy. Thì tôi sẽ xuất ra là ring F Hello World. Đấy, có thể ring F Hello rồi ring F World cũng được, hoặc tôi ghép vô tôi xuất ra cũng được luôn. Đấy. Rồi, nếu tôi muốn xuất ra cái chuỗi A cộng B, thì tôi sẽ xuất như thế nào? Thì tôi cũng chỉ cần xuất ra ring A cộng B, ring A cộng B. Đấy, cái là mình xuất trực tiếp ha, nó gọi là xuất văn bản thường. Xuất văn bản thường. Tức là xuất y như lúc gõ trong chuỗi định dạng. Còn bây giờ tôi muốn xuất ra cái giá trị của nó, thì quên lộn, bây giờ trong cái văn bản thì nó thường nó sẽ có một số cái ký hiệu, ví dụ như tôi muốn xuống dòng rồi tôi muốn thì có một số cái ký tự đặc biệt đúng không, thì mình có thể xuyệt n là để xuống dòng, tức là các bạn muốn xuất ra mà xuống dòng thì xuyệt n xuống dòng rồi ta vào xuyệt t, hoặc là các bạn muốn xuất ra dấu xuyệt á, thì các bạn phải dùng cái dấu xuyệt xuyệt như thế này thì các bạn xuất ra dấu xuyệt ha, hoặc là các bạn muốn xuất ra dấu nhấn kép. Thì mình không thể nào ở trong đây mình gõ dấu nhấn kép được, gõ dấu nhấn kép thì nó sẽ tưởng lầm là mình đang đóng cái chuỗi lại đúng không, đang đóng mở cái chuỗi thì nó sẽ báo lỗi, để xuất dấu chép và xuyệt nhấn kép thì nó sẽ xuất ra được dấu nhấn kép ha. Đấy. Ví dụ như tôi bring f xuyệt t, là những ký tự điều khiển, nó là những ký tự điều khiển. Rồi, cái dạng thứ hai là tôi xuất ra cái chuỗi mà có định dạng, chuỗi có định dạng. Thì để xuất ra cái chuỗi định dạng thì nó sẽ gồm cái dấu sa, dấu phần trăm và một cái ký tự. Thì cái dấu ký tự này để nó xác định cái kiểu mà cái giá trị muốn xuất. Đây, ví dụ tôi muốn xuất ra cái ký tự thì tôi sử dụng phần trăm C, tôi muốn xuất ra một cái số nguyên thì tôi phần trăm D, xuất ra F là số thực, S là chuỗi, U là số nguyên, vân vân. Thì các bạn chỉ cần nhớ một số cái phần trăm tương ứng này thôi. Các bạn sẽ xem một cái ví dụ. Ví dụ tôi có A bằng 10, B bằng 20, đúng không? Thì tôi muốn xuất ra cái giá trị của A. Thì tôi không thể tôi ghi ghi hay được riêng A. Nếu mà tôi ghi như thế này là sai. Ring TF A. Tôi ghi cái chữ A như thế này là bị sai. Tôi xuất cái chuỗi của A mà. Tôi xuất ra cái chữ A mà, không phải. Tôi muốn xuất ra giá trị của A. Thì tôi đó sẽ sử dụng cái phần trăm D. Tôi sử dụng cái phần trăm D phải A. Thì tôi xuất ra được cái giá trị là 10. Xuất ra giá trị 10. Tương tự như vậy xuất ra B 20. Tôi muốn xuất ra AB luôn thì tôi sẽ là phần trăm D, rồi AB theo đúng thứ tự đó thì nó xuất ra 10 20. Còn nếu bây giờ tôi đổi lại là BA, BA thì nó sẽ xuất ra là 20 với 10. Đấy. Rồi, tiếp theo là ví dụ như tôi có cái số thực x x bằng 15.06, 15.06. Tôi muốn xuất ra cái giá trị x này. Tôi muốn xuất ra giá trị x này, thì tôi sẽ sử dụng là phần trăm f ha, xuất ra 15.0600, thì nó sẽ tự động nó xuất ra như thế này. Lát hồi tôi sẽ chỉ các bạn cái cách mà làm sao mà mình cắt được mấy cái số không phía sau. Đấy, hoặc là tôi xuất ra là phần trăm f 1 chia 0.3 thì nó xuất ra là 0.333. Đấy. 1.0 chia 3. Đấy, thì mình sẽ xuất ra như thế này ha.
À, thì trong C á, ha, nó có hỗ trợ chúng ta là một cái định dạng xuất, tức là nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái định dạng xuất là định dạng xuất số nguyên và định dạng xuất số thực, xuất số nguyên và xuất số thực như sau. Thì nếu mà phần trăm D á, thì các bạn chỉ xuất ra cái giá trị đó thôi. Nhưng mà bây giờ tôi ghi là phần trăm 2D, phần trăm 3D thì sẽ là như thế nào? Đây. Ví dụ tôi có giá trị A bằng 1706, x bằng đây. Bây giờ tôi viết rằng là phần trăm 10D thì nghĩa là sao? Phần trăm 10DA. Thì tức là nó sẽ xuất ra giá trị của A, nhưng mà cái số 10 này có nghĩa là gì? Đây ha, các bạn sẽ coi. Nếu bây giờ ở đây các bạn chỉ phần trăm A không á, riêng F phần trăm D rồi A không á, thì nó sẽ xuất ra cho mình là 1706 ngay đây. 1706 ngay đây. Ha, xuất ra mình 1706 ngay đây. Nhưng mà bây giờ nếu bây giờ tôi xuất ra là 10D, 10DA thì có nghĩa là gì? Tức là nó sẽ tạo ra cho tôi 10 cái khoảng trắng. Tôi tạo ra tôi 10 cái khoảng trắng để viết cái số A này. Và khi mà cái này nó sẽ viết từ phải qua. Đấy, nó tạo ra 10 khoảng trắng để viết cái số A này, và cái A này nó sẽ viết từ phải qua 1706. Các bạn sẽ thấy khác so với cái việc mà tôi viết phần trăm DA không. Phần trăm DA không thì nó sẽ ra như thế này. Còn nếu bây giờ tôi viết phần trăm 10DA thì nó sẽ tạo ra một cái 10 cái khoảng trắng ha, và trong 10 khoảng trắng này nó viết cái 1706 từ phải qua. Đấy ha. Rồi, Green F phần trăm N tức là xuống dòng đây, xuống dòng đây. Rồi 10 10.2 Fx nghĩa là 10.2 Fx nghĩa là thì nó cũng tương tự như vậy, tức là nó sẽ tâm để viết này, nó tạo ra 10 cái khoảng trắng để viết cái chữ x này. Và ở đây là nó chấm 2 có nghĩa rằng là nó chỉ lấy đúng có hai sự số thập phân thôi. Thì nó sẽ ghi là 1.76, 176.85 ha. Chứ không phải giống như nãy trên đây. Các bạn biết là 15.06 nhưng mà nó vẫn xuất ra 15.06000 gì đó ha. Thì ở đây nó sẽ xuất ra cho mình là 176.85 ở đây. Ha. Đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chấm 2F ở đây. Ha. Còn nếu bây giờ cái chỗ này mà mình không có cái dấu này thì nó làm sao? Thì nó sẽ viết từ trái qua, nó viết từ trái qua, nó viết từ trái qua đây. Và nó cũng vẫn lấy đúng hai chữ số thập phân. Đấy, nó viết từ trái qua và nó lấy đúng hai chữ số thập phân. Đấy. Thì đây cái cách mà mình để định dạng, định dạng. Nhưng mà trong trong C cộng cộng á, đây là trong C ha, đây các bạn trong C. Nhưng mà trong C cộng cộng á, trong C cộng cộng á thì ngoài cái việc mà nó cung cấp mình cái, nó cung cấp mình cái cách mà định dạng kiểu ring F giống như trên này ha, thì nó có một cái toán tử, nó là toán tử Xiao ha, nó toán tử Xiao. Cái toán tử Xiao này nó cũng giúp chúng ta xuất ra, nhưng mà nó xuất một cách đơn giản hơn là cái cách đơn giản là Xiao rồi nó toán tử này ha, và cái chuỗi ha, chuỗi tương ứng đấy ha. Ví dụ các bạn muốn xuất ra cái giá trị A này thì mình sẽ là Xiao Xiao A Xiao A. Bạn muốn xuất ra giá trị A bạn chỉ cần Xiao A thôi là tự động xuất ra giá trị A, chứ mình không cần phải phần trăm D A vậy. Còn đây là xuất ra giá trị của anh, bạn chỉ cần viết như thế này thôi. Các bạn viết như thế này, nhưng mà nó không có cái phần trăm ND đây. Tức là chỉ xuất ra giá trị như thế này thôi. Cái ring F này nó tương đương với các bạn viết như thế này, ring ring F phần trăm 10 D, phần trăm D phần trăm D. Nó tương đương với bạn viết như thế này. Đấy, tức là đây thì tôi qua đây để cho các bạn dễ hình dung hơn ha. Biết nó có thể mình khó thấy. Thì các bạn trong C á ha. Trong C cộng cộng á nó có toán tử Cl ha. Các bạn viết Cl A như thế này. Cái này viết thường nha. Thì nó sẽ tương đương với
tương đương với cái việc mà các bạn viết là ring FA 100 5D hai ha, nó tương đương với bằng viết như thế này. Đấy. Ha. À, còn ví dụ như bây giờ giờ thí dụ như bây giờ em muốn xuất ra cái biểu thức như thế này. Em muốn xuất ra là ví dụ như việc tôi muốn xuất ra nhập AB vào ha, nhập AB vào. Cái tôi muốn xuất ra là A cộng B bằng giá trị C nào đó, đúng không? Tôi muốn xuất ra là A, ví dụ tôi xuất tôi nhập vào là các bạn tưởng tượng nha. Các bạn tưởng tượng nó như thế này. Ví dụ đây là cái màn hình của mình nha. Đây là cái màn hình của mình. Đây là cái màn hình của mình. Đây là cái màn hình của mình. Đây là màn hình của mình. Bây giờ tôi muốn ở đây tôi muốn xuất ra là như thế này. Tôi muốn nhập vào giá trị AB là gì đó, đúng không? Thì tôi sẽ xuất ra là A cộng B sẽ bằng một giá trị C nào đó. A cộng B sẽ bằng một giá trị C nào đó. Đấy. Thì tôi sẽ làm sao? Ví dụ tôi nhập vô A bằng 2. Tôi nhập vô giá trị A bằng 2. Rồi sau đó tôi nhập vô giá trị B bằng 3. Thì khi đó trên màn hình của tôi nó sẽ xuất ra là 2 cộng 3 bằng 5. Tôi muốn trên cái màn hình tôi xuất ra thành như thế này. Thì khi đó tôi sẽ gọi như thế nào? Thì khi đó tôi sẽ gọi cái thằng này như như sao? Thì ở trên đây tôi sẽ gọi cái này là tôi gọi cái hàm là bring f ha, bring f kịch kịch ha, phần trăm d cộng với phần trăm d thì nó sẽ bằng với cái phần trăm d kéo dài ra thì đấy, tức là một cái số nguyên nào đó cộng số nguyên nào đó ra một cái số nguyên nào đó ha, thì ở đây tôi sẽ điền vào là a b và a cộng b đấy ha, đấy thì tôi sẽ viết cái hàm nó như thế này, thì khi đó nó sẽ tự động nó xuất ra ở đây khi tôi nhập vào a bằng khi tôi nhập vào a bằng 3 đúng không, b bằng 4 ha, đấy thì khi đó a bằng 3 bên 4 mà tôi gọi cái hàm này thì trên cái màn hình này của tôi nó sẽ xuất ra là 3 cộng 4 bằng 7. Đấy, đây là cái màn hình của mình ha, cái màn hình vi tính của mình. Đấy. Đây 3 cộng 4 ra bằng 7. Đấy, thì đây chính là cái câu lệnh xuất ha. Còn ví dụ như mình sử dụng cái lệnh cout thì sao? Mình dùng sử dụng cái lệnh cout trong C cộng cộng thì các bạn là cout a rồi cộng b đúng không, rồi bằng đó a nè không cộng b đó. Rồi bằng a cộng b đấy ha, đấy ha, thì nó cũng sẽ tương tự ha. Khi đó hai cái lệnh này nó tương tự nhau. Thì đó hai cái lệnh này nó sẽ tương tự với nhau. Đây cái lệnh là cout. Lệnh bring f và lệnh cout. Cái lệnh này ở trong C, lệnh này trong C công cộng. Đấy. Rồi, tiếp tục ha. Như vậy như vậy ở đây chúng ta tiếp tục như vậy ở đây mình có thể mình phối hợp các cái thành phần lại trong quá trình mà chúng ta viết ví dụ như tôi có thể viết như thế này sum 1 cộng 2 bằng 3 tôi viết ra như chữ vậy luôn sum 1 cộng 2 bằng 3 và xuống dao thì tôi sẽ thay vì tôi có thể viết là ring a xuất ra điểm biến a rồi xuất ra viết ring cộng rồi ring b rồi ring bằng đúng không, rồi a cộng b đấy, thì tôi phải viết như thế này thì tôi phải viết gộp nó lại
à, phần trăm d cộng gì đó bằng gì đó không, các bạn thấy tương tự giống như cách tôi viết nãy đấy ha. Đây ta thì mình có thể mình phối hợp các thành phần lại với nhau đấy ha. Đấy cái xuống dòng đấy là chữ n á, à, xuống dòng chữ n phải không? Rồi, à, cái câu lệnh thứ hai là câu lệnh nhập. À, nãy mình có xuất rồi thì mình có nhập, giờ mình muốn nhập giá trị vào như thế nào? Thì à, cái thằng nhập này nó cái thư viện của nó cũng là studio.h luôn. À, thì à, nó vô là scanf, à, scanf thì nó cũng tương tự như cái thằng printf vậy thôi. À, scanf nhưng mà nó sẽ khác, à, nó khác cái gì? Tức là phải khi bạn nhập vào cái biến thì mình phải cho biết cái kiểu của mình nó nhập là gì. Ở đây nó gọi là cái chuỗi định dạng ha. Thì cái chuỗi định dạng này nó giống định dạng xuất ha, nhưng nó chỉ có các cái đặc tả thôi. À, và các đối số là tên các biến và nó sẽ có cái biến tham chiếu ha, cái dạng tham chiếu là dấu và à, phía trước tên cái biến đó. Ví dụ à, cho AB là kiểu số nguyên ha. À, bây giờ tôi muốn nhập giá trị vào AB, à, nhập giá trị vào AB thì tôi sẽ scanf phần trăm d và a vào. À, scanf phần trăm d và a thì từ kia tôi sẽ nhập giá trị của a, nhập giá trị vào cho thằng a đấy. Rồi hoặc là tôi scanf giá trị cho b, nhập giá trị cho biến b. À, thì khi đó tôi sẽ có à, thì khi đó tôi sẽ có cái à, giá trị cho a và b do mình nhập từ bàn phím vào. À đấy, nhưng mà các bạn nhớ ở đây nếu ab là số nguyên, ab là số nguyên thì nó phải là phần trăm d ha. AB là số nguyên thì nó phải có là phần trăm d, à, phần trăm d. Còn nếu AB là số thật thì nó sẽ là phần trăm f, à, nó là chuỗi thì phần trăm s, vân vân. Mình có thể nhập nhanh luôn, à, thay vì tôi viết từng lệnh như thế này thì tôi sẽ scan f phần trăm d và a và b, tôi viết thể nhập nhanh như vậy được. À. Nhưng mà các bạn nhớ quan trọng nhất là ở đây các bạn nhớ ở đây nó phải có cái dấu và ở đây, ha. À. Trong scan f là các bạn phải có dấu và ở đây. À, tại sao nó có dấu và ở đây thì mai mốt đến cái phần đó thì tôi sẽ hướng dẫn thêm, à, tôi sẽ chỉ thêm hay tại sao mình có dấu và. Nhưng mà ở đây các bạn nhớ cái chỗ này, bạn chỉ cần nhớ cái này ha, scanf là nhập vào biến đúng không, thì trước cái biến đó nó phải có dấu và, còn printf mình xuất ra giá trị thì trước giá trị đó, trước cái biến đó nó không có dấu và đó, vậy thôi ha, nhớ chỗ đó. Ha đấy rồi mình tiếp tục ha. Ê, như vậy đây chúng ta sẽ thấy à, một số các câu lệnh ở sau đây là nó sai, ví dụ như scanf phần trăm DA thì nó bị thiếu dấu và à, những này tôi nói à, thiếu dấu và à, hoặc là cái chỗ này bị sai bởi vì sao, bởi vì ở đây bạn sẽ có cái thằng này nó sẽ tương ứng với thằng này à, nhưng mà cái thằng nào tương ứng với bà B à, nên bị thiếu phần trăm D cho biến B rồi, hoặc là scanf phần trăm và A thì cũng sai luôn, bởi vì a của mình là kiểu số nguyên, a kiểu số nguyên mà bạn nhập vô kiểu số thật như thế này thì nó sẽ bị sai đấy ha, tức là hai cái hàng nó phải cùng kiểu với nhau đó. Rồi à, scanf phần trăm 9d cũng sai luôn à, tại vì cái này nó không có định dạng gì đâu à, đấy các bạn nhập vô như thế này cũng sai luôn à, đấy ha, đấy. Đây những cái mà những cái lỗi sai mà thường gặp khi các bạn sử dụng cái lệnh scanf này à, hoặc là các bạn viết như thế này
scanf a bằng đây, b bằng đây và a bằng b cũng sai luôn. À, đây đương nhiên có dấu bằng này, không không có dấu một kép đây nha. À, đây cũng sai luôn. À, ở ở trong cái scanf này nó không có, các bạn không có xuất ra, các bạn không xuất ra cho nên các bạn không có viết như thế này. À, scanf đó chỉ cần nó chỉ là đọc cái dữ liệu và các bạn đang nhập ở trên đó vào trong cái biến thôi. À, đang nhập dữ liệu trên màn hình vào trong cái biến thôi đấy ha, cho nên mà viết như thế này cũng sai luôn. Ừ. Rồi, à, bây giờ tôi thử cho các bạn cái ví dụ ở đây, à, để bạn hình dung ra. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái chương trình đúng không? À, thì tôi muốn đầu tiên là tôi sẽ viết như thế này. À, đây ha, các bạn coi đây. À, ví dụ như bây giờ ở đây tôi bỏ cái này đi nha. Rồi, đợi tôi tí xíu. Tôi share cái bên nào. Rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ cái này đi nha. Bây giờ cái chương trình đây là cái màn hình của tôi nha. Ha, đây là cái màn hình của tôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ viết, đầu tiên tôi viết ring. Ha, ring. À, đầu tiên tôi sẽ viết là khai báo các cái biến. Báo các cái biến AB. Đấy, tôi sẽ khai báo các cái biến AB như thế này. Ha. Đấy. Thôi để tôi viết từ đầu đi. À. À, ví dụ tôi viết cái hàm main ha, hàm main. Đấy. Rồi. À, sau đó là mở ngoặc móc, đóng ngoặc móc ra ra. Đấy. Rồi, à, bây giờ tôi sẽ khai báo các cái biến ha. In. Ê, ha. À, tôi sẽ khai báo các biến in AB ở đây là nhập vào hai cái biến AB ha. Giờ tôi sẽ muốn nhập vào hai cái biến ở đây thì tôi sẽ là rina 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 ha, rin rin f ha, nhập nhập giá trị a, nhập giá trị a. À, thì khi đó ở trên đây, à, trên cái màn hình này nè, à, nó sẽ xuất ra cái gì? À, trên cái màn hình này nó sẽ xuất ra là nhập giá trị A ha, nhập giá trị A, nó xuất ra nhập giá trị A đúng không? Đấy, tôi chạy đây nhập giá trị A thì ở trên này bắt đầu ở đây tôi mới nhập giá trị vào, à, nhập giá trị vào, à, nhập giá trị vào, à, đây tôi nhập giá trị vào. Ví dụ đây tôi nhập giá trị đây là 3 đi đúng không? À, 3 đây thì khi đó tôi muốn đọc cái 3 này vào trong cái thằng A này. À, thì tôi phải gọi viết cái hàm là scanf ha. Scanf. Scanf. À, scanf. À. Phần trăm d. À, phần trăm d. Và a. À, đấy. Ha, thì tôi phải viết cái hàm scanf. Thì khi đó nó sẽ nhập cái giá trị 3 này vào trong cái giá trị a của tôi. À, thì khi đó cái a của tôi nó sẽ có giá trị là 3. À, rồi tương tự như vậy bây giờ tôi sẽ nhập cái giá trị b vào, à, b vào, à, tôi nhập giá trị b vào đây, print f, à, nhập giá trị b, à, đó, thì khi đó cái hàng này ở đây nó sẽ là xuất ra cái gì? À, nhập giá trị b ha. Đấy. Rồi ví dụ đây tôi muốn nhập cái trị b là 8 đi. À, 8. Tôi gõ đây. À, đây thiếu dấu chấm phẩy rồi. À, thì khi đó tôi muốn đọc cái giá trị này thì tôi phải ra đây scanf ha. Scanf. À, scanf. À, phần trăm d. À, và b. Đấy. Thì khi đó cái giá trị 8 này nó sẽ được đọc vào thằng B ha. Giá trị 8 này sẽ được đọc vào cái thằng B. Đó. Rồi bây giờ ví dụ như tôi muốn xuất ra cái nhân của cái này đúng không? Thì tôi sẽ xuất ra cái gì? À, ví dụ thì tôi sẽ gõ tiếp là print f ha, print f. A cộng B gì đó đây. À, print f A cộng B. Đúng không? À. Ở đây mình bỏ này xíu. Đặt cái dấu này xuống như này.
Đó, ha, mình xuất ra như thế này thì khi đó trên màn hình của mình nó sẽ xuất ra là gì? À, nó sẽ xuất ra là trên màn hình này của mình là nó xuất ra là 3 cộng 8 bằng 11 ha. Đấy. Thì các bạn thấy ở đây là gì? À, các bạn thấy tôi đang chạy rất là từ từ từng bước ha. Đầu tiên nhập giá trị A, nó xuất ra đây nhập giá trị A, sau đó scan F đây thì nó sẽ đọc cái phần 3 này vào. Sau đó xuất ra nhập giá trị B, nó xuất ra cái dòng này. À, print là nó chỉ xuất ra thôi, còn bạn muốn đọc giá trị thì phải dùng cái link scan này ha, để đọc giá trị vào. Bạn gõ vào đây số 8 thì nó sẽ đọc giá trị này vào đây. Rồi sau đó xuống dòng, các bạn print ra như thế này thì nó sẽ print ra mình cái dòng như thế này. Đó. Ha. Đấy thì đây chính là cái cách mà chương trình nó chạy ha, nó chạy. Đấy. Rồi, một số các cái hàm khác ở trong cái một số cái hàm thư viện toán học ở trong cái C nó có hỗ trợ cho chúng ta. Ví dụ như thì các bạn sử dụng cái thư viện math.h thôi. Ví dụ tính hàm cos, sin, mũ, log vân vân. SQRT rồi vân vân. Nhưng mà những cái hàng này nó có một cái đặc điểm là cái đầu vào của nó là những cái double, kiểu là đúc kiểu double, nó trả về cũng là trả về kiểu double. Đấy. Ví dụ như các bạn muốn lấy x mũ y, muốn lấy x mũ y thì bạn nhập vào x, nhập vào y thì nó sẽ trả về mình là cái giá trị kiểu double. Ví dụ x bằng 4, y bằng 3, z bằng -1/5, bạn khai báo t bằng -1.2 thì khi đó các bạn khai báo là kết quả 1 nó bằng là căn của x1 ha, căn của x1 thì khi đó cái kết quả 1 nó sẽ ra là 2.0. Kết quả 1 nó sẽ là 2.0 không? Căn mà không? Rồi power x mũ y x mũ y là 4 nè không? 4 mũ 3 lên 4 mũ 3 lên thì nó ra 64 không? 4 mũ ra 64 thì nó kết quả hai này nó ra là 64. Tuy nhiên ở đây các bạn ra cái kiểu in này là nó sẽ bị làm tròn số, nó bị làm tròn số ha. Mình ép kiểu nó về. Hoặc là các bạn thấy tính mũ theo số thật cũng được, tức là x mũ 1/3 đấy vân vân. Nhưng mà ở đây nha, ở đây các bạn lưu ý cái chỗ này, các bạn lưu ý chỗ này, các bạn còn nhớ không ta? 1/3 thì nó ra cái gì? 1/3 ra không. 1/3 ra không nhá. 1/3 ra không cho nên là x mũ không, ở đây các bạn biết bao x mũ không thì nó là x mũ không, nhưng mà x mũ 1/3 ấy để mà nó ra 1/3 thì các bạn phải ghi là 1.0 chia 3 nha, nhớ, nhớ chỗ này chút, quên quên hoài đấy. Sinh viên mình làm hay bị quên lắm. Cái anh nhắc lại sẵn đây tôi nhắc lại đây chút ha, đấy đấy quên quên. Đấy. Thì đây chính là cái nội dung về cái một số các cái kiểu dữ liệu cơ sở ở trong cái C ha. Đấy. Rồi đấy. Thì đây một số các bài tập đơn giản thôi đấy. Ví dụ như mình có cái bài tập này ha. Đấy, viết chương trình nhập vào tên bạn, sau đó chương trình đưa ra dòng chữ chào bạn ha, viết chương trình chuyển đồ F sang đồ này, thì tôi nghĩ là chắc trong thực hành là các bạn đã làm cái này rồi. Chắc trong giờ thực hành các bạn đã làm cái này rồi. Đây. Nhập vào ba số nguyên, tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất. Rồi. Như vậy cái nội dung của cái bài học của mình về cái các kiểu dữ liệu cơ sở đến đây là hết ha. Rồi mình sẽ tiếp tục cái phần sau về cái nội dung tiếp theo.